Hiện nhiều tỉnh tiêm mũi 2 cho trẻ rất chậm, chỉ dưới 19%. Tính đến chiều ngày 30 tháng 7, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi trên cả nước là hơn 12 triệu liều. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 8 sẽ bắt đầu tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trước thềm năm học mới. Điểm tiêm sẽ được tổ chức tại các trường học đối với học sinh và điểm tiêm công cộng đối với những trẻ không đi học. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức sẽ công bố rộng rãi điểm tiêm phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đưa con em đến tiêm. Theo Bộ Y tế, các biến chủng mới của virus có khả năng tiếp tục xuất hiện hoặc tiến hóa sẽ làm giảm miễn dịch qua thời gian, dẫn đến có thể làm dịch bệnh bùng phát trở lại. Hai biến chủng phụ là BA4 và BA5 của biến thể Omicron đã được ghi nhận trong nước. Bộ Y tế đã chỉ đạo tăng cường giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA4 và BA5 cùng các biến thể khác để chủ động có phương pháp xử lý kịp thời. Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 tới dưới 12 tuổi, đảm bảo thần tốc, quyết liệt, an toàn, hiệu quả, khoa học. Tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động, khuyến khích người dân tiêm chủng mũi 3, mũi 4 kịp thời và đầy đủ.